Hôm nay lên cơn chó ngộ chó dại chó ngao đây. Chồng sắp về là cũng lên cơn tẩn. Nói chung là chồng về là không đi nhậu. Vừa mới ăn một tô bị mất tiếng em ơi à. Nguyễn Tuyến lâu lắm không thấy like. Mọi người thấy ở Pay Bún Động nghe được không? Mọi người thấy Pay Bún Động cô Khàn Phụ Huỳnh Avatar hai mẹ con nghe được không? Trời ơi, ngày nào mà không live stream. Chúng nó report lên các bà không thấy em thôi, chứ ngày nào em chẳng live stream. Chào chị Cẩm, cũng biết làm cái gì mà ăn mặc như này không? Tôi dạo này tôi là sống xanh lắm với bà tưởng à. Chồng sắp về này, tôi còn một tí bụng này, mặc váy cưới này. Tôi tập này, các bà hiểu không? Này, tập đó với bà. Tập đó nha. Thấy không? Đó. Nói chung là dạo này á, vẫn không nghe thấy, là để em xem, để em like lại. Trời ơi, sao vậy trời? Khổ thật sự. Vô Sài Gòn 4 ngày. Sao nay phòng like cứ tối tối chả biết. Có tiếng à, có tiếng không chị Cẩm Thục? Tại vì em like một lúc nhiều cái pay. Có thấy không em, mọi người thấy tối tối nữa sao nhỉ? Thấy tối à? Để em kiểm tra đèn. Đó. Đây, tôi kể cho mấy bà nghe. Cái gì đọc bên này gì đây? Mua cái này trên ấy nha. Từ chiều giờ kể cho mấy chị nghe, uống collagen mà nhung. Hóa ra là tôi nhỡ cái mõm lợn của mình sale bị rẻ hơn thị trường, nên là từ chiều giờ bán cái hộp này không này mọi người. Trời ơi, collagen các bà. Collagen này từ chiều giờ khổ. Nó gọi là cái mõm lợn đấy. Nhưng mà thôi, tôi cũng đành quân tử nhất ngôn, từ mã nan truy, không có lèm bèm. Từ chiều đến giờ khổ ghê. Bình thường là cái này là 725.000 hay 750.000 thì không nhớ. Mà cái này là rất ít hàng, chỉ về có 20 hộp thôi. Đó, cái là liquid collagen. Nó là dòng collagen nước ha, nó là dòng collagen nước với bà. Cái này nó thẩm thấu nhanh hơn dòng collagen viên. Hiển nhiên rồi. Cái collagen nước thì nó phải thẩm thấu nhanh hơn collagen viên là chuẩn rồi. Vì cái này, thành phần của nó là hydrolagen, collagen, dưỡng chất sila, biotin, vitamin A, vitamin E, thiamin, liacin, đấy, B6, B12. Và nó chỉ chứa, nghe này, cái này nó khác những cái dòng khác là nó chỉ chứa 25 calori. Calori là gì? Là các bà thấy không? Các bà tập cho cố vô ha. Tập cho cố vô ha. Uống những cái dòng thực phẩm nó cái lượng calori cao là mình sẽ bị mập. Nên có một số dòng collagen ấy uống là nó bị mập ha. Có một, bởi vì collagen có những dòng nó chiết xuất từ những cái da động vật thì mình sẽ bị mập. Nhưng mà cái này này, đấy. Ha, nó không có bị mập nha mấy bà ha. Cái này là hương vị trái cây nha. Nó chiết xuất bởi vì cái này nó, bởi vì là nó chiết xuất từ việt quất, cà rốt, trà xanh nha. Nó là một trong những dạng ở thần dược cho da. Thì khi mọi người muốn da đẹp, tôi đâu có để ý đâu, tôi đăng cái này lên, nhà tôi bán cái này lâu rồi cho cái bà khách kia. Bà comment là cái này là thần dược của em. Mỗi khi ra đường bà chụp cái tay, bà cầm cái cốc này, bà bảo là da em căng bóng. Chắc là mấy má vào Facebook người ta dòm, người ta đẹp. Các bà mua từ chiều đến giờ là mua 20 hộp, 20 mấy đơn rồi. Là không để ý, là nghĩ rằng là nó đắt hàng như thế. Hóa ra con Nhung có chửi cho, nó bảo là bán mà bán giá 650.000 ấy là mày. Nó chửi em đấy mấy chị ha. Cái này là một ngày một tuyếp này nha. Một ngày một tuyếp này nha. Cắt cái này ra pha vào 500ml, là pha vào 2 ly nước như thế này. Là pha vào 2 ly nước như này nha mấy bà. Nó là có vị trái cây nha. Nó không có tác dụng phụ nha. Và cái này 5ml nước khoáng đầy lên ha. Giá 725.000. Thôi thì em vẫn lỡ mồm. Em sẽ bán hết trong tháng này. Giá là 650.000 cho chị nào mua nhanh nha. Em nói rồi, chồng em sắp về,
mà chồng em mà chị biết rồi, da hắn rất là đẹp. Còn em đợt này ấy, ngày mai Phương ơi xuất về chị một kem chống nắng, chị ra quán chị lấy nha. Sáng nào cũng đi tập thể dục, đi bộ mà toàn 7 giờ đến 9 giờ sáng, nắng nó lên nó rực. Nên mọi người thấy cái mặt bị đỏ không? Da mặt bị đỏ, mặc dù da mặt rất trắng, nhưng mặt đấy cái tay cũng cậy cho cố vô. Nó bị lên mụn xong cậy cho cố vô này đó. Cậy cho cố vô. Toàn thì cái cặp bài trùng này này, cái cặp bài trùng của vitamin E và collagen, nó là cho da trắng sáng mịn màng, mờ thâm căng bóng nha. Mờ thâm căng bóng, mờ thâm nghe rõ rõ nhá. Còn cái mà để cho những người uống để trị nám thì nó sẽ là sữa ông chúa nha. Thâm nha, vết thâm. Đây, vết thâm là cái vết này, là vết mụn này. Vết thâm này, đây là con mụn thấy không? Tôi đang bôi cái này, cái che khuyết này, là vết thâm là cái này ha. Vết thâm là cái này ha, Snow White. Nhưng mà cái vết nám nha, là phải sử dụng kem trị nám. Và cái để uống trị nám, nó chính là vitamin E và sữa ông chúa. Ok chưa? Nha. Cái để trị nám là vitamin E và sữa ông chúa. Nếu chị nào bị nám là uống cái này. Còn chị nào muốn da căng bóng, muốn da căng bóng và mướt thì các chị uống collagen và vitamin E. Nên là nhà em á, hôm nay là em nhớ mồm. Cái này nó cực kỳ tiện lợi cho mấy chị này. Mình đi du lịch, đi 5 ngày đấy, mang 5 ống, 10 ngày mang 10 ống, không phải lích kích. Muốn đi đâu, bẻ. Đó. Mỗi tội đến quán phải dùng cái kéo mới cắt được, cắt ra, pha vào nước, lắc lên. Sau đó là cứ thế là uống, để ngăn mát hoặc cho đá vào. Cái này sẽ giảm giá cho các chị là 650.000 nha. Cái này được chiết xuất từ thiên nhiên nên nó rất là mắc ha. Thiên nhiên là trái cây đó mấy bà. Đó. Mấy bà mua chụp hình là inbox cho em. Còn cái deal á, cái deal mà hôm nay là cái deal mà Hoành tá tràng cho các chị là cái deal này cơ nha, là cái deal này, chuẩn bị này, chuẩn bị này. Đó. Cái deal mà các chị mà sẽ cảm thấy hú hồn con trồn đó, chính là cái deal này. Rất xin lỗi nha, rất xin lỗi cho chị nào, cho chị nào đã mua, đã mua cái gọi là đã mua cái này. Nhớ không? Nhớ mồm hộp sữa ông chúa eo ơi, sữa ông chúa bao nhiêu tiền xem nào. Cái con mụ này, để từ từ nha, để tôi xem sữa ông chúa đang bao nhiêu tiền. Phương ơi, hình như sữa ông chúa 780.000 đúng không? Đây, tôi cũng tiết kiệm là cái loài các bà biết không? Đấy, tiết kiệm các bà thấy không? Thứ nhất này là tôi không bị nám. Cái thứ hai, cái viên sữa ông chúa này này, nếu uống chung với vitamin E thì nó sẽ cân bằng nội tiết tố, làm cho các chị phụ nữ ở những cái đoạn tiền mạng kinh bị khô hạn, bị xì chết, bị bốc hỏa là uống ok. Thì tôi chỉ nói là tại sao tôi hay khuyên các bạn uống cái này. Tại vì tôi đâu có bị nám đâu nên tôi đâu có cần uống cái này. Nhưng tôi bị mụn. Nhớ này, cặp này là hồi xuân nhưng mà lại có công năng điều trị mụn, vitamin E và hoa anh thảo, cân bằng nội tiết tố nhưng lại giúp điều trị mụn. À, nhưng mà cái cặp này lại không điều trị nám. Không điều trị nám nha. Còn đây cặp này thì điều trị nám, cân bằng nội tiết tố nữ và làm cho các chị gọi là không bị khô hạn. Ok chưa? Đấy, cái công năng nha, sữa ông chúa là dòng sản phẩm cao cấp. Cái này thì cực kỳ nổi tiếng của Úc mấy chục năm rồi. Em không bán những dòng OEM, em cũng không bán những dòng gọi là thổi phồng sự thật. Sản phẩm này thì cái này của Úc nó đã bao nhiêu năm nay rồi, mấy chục năm rồi nha. Cái này là chống mệt mỏi. Những người nào làm việc quá sức, suy nhược, bị những trạng thái bị thấp thỏm lâu, bị mệt ý, bị mệt tâm, bị mệt mỏi cái dây thần kinh ý. Không phải ai cũng có kỹ năng mà đặt mình xuống mà ngủ như chó chết như em. Em đặt mình xuống em ngủ ý, bê em ra sông Hồng vứt luôn cũng không ai biết, không có tỉnh. Những chị nào da bị nám này, sạm này thì uống cặp này là đỉnh cao rồi ha. Cái này nó bản chất của sản phẩm này, nó tăng cường hormone nữ. Cười cười cái gì? Em mà cái loại mà đã không có su rượu vào ấy thì cũng ngủ say như chết nha. Đó, cái này tăng cường hormone nữ, nâng cao sức khỏe sinh lý nữ. Đấy.
đang bị ướt quá chứ khô hạt đâu nhé. Ê bà Hồ Điệp Trắng, bà không khô hạt, bà vẫn uống được cái này ha. Bà ướt quá thì chồng bà hưởng, tôi đâu có được hưởng đâu. Vào khoe ướt tôi khô. Dạ kính em đeo 550.000 và em sẽ giảm cho chị là 490.000 nha chị Thảo Thu. Kính BVL. Cái này nha, ngoài cái chuyện để tăng cường sinh lý nữ, thưa mấy mẹ, nó còn chống lão hóa da, chữa những tổn thương da như kiểu bị thâm này, nám sạm này, đó. Hỗ trợ cực tốt, phải khẳng định là hỗ trợ cực tốt cho quá trình trị nám da, đồi mồi tàn nhang và cho da mịn màng, hồng hào, khỏe mạnh. Đó. Và cái sữa ong chúa này cực kỳ tốt cho với những chị nào mới ốm dậy nha, bị suy nhược thần kinh. Đấy, những chị nào bị béo phì, bị cholesterol cao, bị tiểu đường, nó có tác dụng điều hòa huyết áp, nên những chị nào bị huyết áp an toàn tuyệt đối nha. Nhưng mà có một điều mà những người bán hàng, bán sữa ong chúa không nói với các chị là khẳng định luôn là sữa ong chúa này tuyệt đối không sử dụng cho người bị dị ứng phấn hoa. Bà bầu tuyệt đối không được uống, và những người dị ứng phấn hoa nha. Tôi nhắc hai người không được uống nha. Mấy ông bà bị dị ứng phấn hoa mà uống dễ đành đạch, đừng có tìm tôi chịu. Nói rõ rồi đó. Nó nâng cao đề kháng miễn dịch cơ thể, nó cung cấp cái nhóm vitamin B này, cung cấp thêm vitamin A, C, D, E, protein, lipid, glucin, hormone, enzyme, đấy, và khoáng chất. Nói chung là cái lượng sắt này, natri này, kali này, mangan này của nó này thì thấp thôi. Nên là những cái công năng về những cái về DHA hay là bổ sung sắt hay là các thứ là nó ít. Nên là coi như quên cái đấy đi nha. Dùng cái này một viên một ngày sau ăn sáng. Nếu các chị đang sử dụng này, một cái này và một cái này, thì em khuyên hôm nay uống 2 viên sữa ong chúa thì sẽ 1 viên vitamin E. Mai uống 2 viên vitamin E sẽ 1 viên sữa ong chúa. Còn nếu như đang uống cái này và cái này thì mỗi thứ 1 viên một ngày thôi. Bởi vì khi chị tìm hiểu, cái này sẽ được uống 3 viên một ngày, cái này sẽ được uống 2 viên một ngày, cái này cũng được uống 2 viên một ngày. Nhưng tuy nhiên khi các bạn uống cả 3 cái món này thì mình sẽ chỉ uống mỗi thứ 1 viên một ngày, là cơ thể mình nó thấm nhuần rồi. Không phải là cứ bán hàng bảo uống cho lắm vô, uống cho lắm vô thì chết nha. Đó, đây cái viên sữa ong chúa đây. Có những lúc cái viên sữa ong chúa nó sẽ màu kem như thế này, có những viên lúc viên sữa ong chúa nha nó sẽ có màu nâu đậm. Cái này không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi, người bị hen suyễn nha, người bị dị ứng với mật hoa, dị ứng phấn ong nha. Những người bị vết ong đốt, phấn hoa thì phải gần như là tuyệt. Cái gì chị ơi, 500k được? Dạ không chị, chị phi ship, chị tìm shop khác hộ em chị ơi. Em lầy chị. Chị Thảo Thu em lầy chị. Chị mua kính này 550.000 đi, em phi ship cho chị. Em giảm chị 490.000 gì chị còn phi ship. Thôi em lầy chị. Cái kính này chị ra tìm người ta không bán gì, chịu giữ em làm con chị. Có cửa hàng cửa hiệu ấy. Em không có cửa hiệu chị ơi. Đang cần tí tiền đi nhậu chị lại bảo phi ship rồi em lầy chị. Trời ơi, Sài Gòn nó nắng đến 42 độ, Hà Nội 43 độ. Trời ơi, em tưởng em ngồi cái háng em lên cái xe máy em tưởng là chém chết nướng mưa hành. Em lầy chị. Tội nghiệp shipper lắm, Sài Gòn nó nóng, Hà Nội nó nóng, Côn Đảo nó nóng, chỗ nào cũng nóng, chỉ có Bắc Cực là lạnh thôi. Vào nhà em mua hàng đừng phờ di ship em lầy chị. 550.000 khổ quá, em giảm chị còn 490.000, em bớt chị 6 sọi rồi. Em chuẩn bị đến giờ đi nhậu. Trời ơi, sữa ong chúa giá bao nhiêu tiền quên mất rồi. Sữa ong chúa 770.000 hoặc 780.000 đây nha. Rơi mồm một cái mà có nhung một chửi này. Kệ mẹ đi, chồng sắp về. Sữa ong chúa em sẽ giảm cho các chị còn 720.000, ok chưa? Em giảm 780.000 còn 720.000 nha. Trong cái livestream này cho chị nào mua sữa ong chúa, một hộp này của nó là 365 viên nha mấy bà. Dạ chị ơi, chị ca chị uống sữa ong chúa bình thường, sữa ong chúa sẽ không cho người này, một là mang bầu, hai bị hen suyễn,
ba bị huyết áp thấp. Còn chị nào huyết áp cao thì uống nó lại làm cho mình điều hòa huyết áp. Nha, 780.000. Em ship em giảm cho các chị còn 725.000. Mai con Nhung một chửi em là em chết. 725.000. 360 viên đến giờ đi nhậu rồi. Con này mẹ mua hai tặng một đây, con tặng đây, con tặng cho mẹ cặp silicone này. Khổ quá đừng có trêu em. Chúng nó chạy từ Tân Phú lên trên Bùi Viện chỉ mất 20 phút thôi, lại 20 phút còn đi ra nhậu. Đấy, mẹ nhậu cho cố vô tối về lại nhảy. Nhậu cho cố vô tối về lại nhảy. Trời ơi là trời. Sáng nhảy tối nhảy, sáng nhảy muốn chết đi sống lại rồi. Cũng nhớ mồm con chóa hôm nay đấy, cũng nhớ mồm này. 725.000, 750.000 sale, 650.000 Nhung chửi quá trời. Cho bạn lại trêu thì thôi. Con Nhung một chửi em đây các chị ạ. Chẳng qua sắp sửa đến ngày chồng em về. Em lên cơn chó rồ chó dại, em không muốn bán hàng nhiều ấy. Còn cái deal này mới là cái deal quan trọng này. Bà mua sữa ông chúa đi, cái này là deal quan trọng này. Chắc là mấy bà Hà Nội cái Tham City là chắc chửi tôi đến nơi rồi. Hết rồi nha. Này tôi, đấy gì, em hết rồi. Đấy, một hộp này. Hết này, đấy làm gì còn hộp nào này. Con Phương xem live stream mà nhìn đi này. Tao hết rồi này, con Phương này, thấy không. Thêm một hộp rồi, các bà thấy không. Tôi mỗi một ngày tôi uống một hộp, hôm nay tôi sẽ uống hai hộp. Trưa tôi uống một hộp rồi. Giờ tôi đi nhậu, mà toàn nhậu với quả ca sĩ Việt Anh ngoài Hà Nội. Cao 1m87, 1m78. Nó nặng, nó cao, nó to, nó nhậu như một con trâu. Mà mình không uống thêm là mình chết. Đấy, bây giờ một hộp này nha. Một hộp này 895.000. Em đã báo nha, là em giảm các chị còn 795.000. Em đã nói rồi đó nha. Cái này sẽ vẫn chốt với giá 795.000 một hộp. Ha, đây hộp này đây. Cũng hết rồi nha, nhân viên đang xem live stream báo chị Nhung nha. Là bố mày hết rồi, không còn gì để uống đâu. Bởi vì cái thời gian vừa rồi ấy, em đi lấy trứng cấy bầu ấy là em uống mỗi một ngày. Bởi vì là không muốn mập, mà tập thể dục. Mỗi một ngày em uống là 1 đến 2 gói. Bây giờ nha, cái này là cái deal này. Deal này. Deal tặng mẹ tặng cha. Deal ông, deal bà. Cái này nha, một hộp là 30 gói. Không có hai cái phi xịt mẹ, cái hộp này nặng 1,5 kg. Vitamin E 640.000 giảm còn 540.000. Tôi like lại ở tôi đi này. Cái này ha, những người nào suy nhược cơ thể hay đi lại bị ngã sấp lờ vì cái tội chóng mặt đau đầu, bị yếu với sức khỏe yếu. Những người nào sau phẫu thuật, cái này từ 18-20 tuổi trở lên dùng được rồi. 2 sọ tuổi trở lên là đã có thể uống để tăng cường cho khỏe. Bà nào ấy mà giao cấu được khoảng 1 thiệp, nó hư, được khoảng 10 phút, mệt thở đằng tai rồi ấy, thì uống cái này đi, khỏe. Với nam uống cái này thì tốt gan bổ thận, cường dương đại tráng. Với nữ ấy thì râm râm côn lương là muốn đi gặp phang phang công tử. Nói chung là cái này mình có điều kiện mình mua cho cha mẹ mình uống. Đó. Còn đâu em thì không phải có điều kiện mà nhà em sẵn có rồi. Em bỏ ra em uống thôi mấy chị nha. Nhưng hôm nay cái deal này, mua hai hộp này, ok chưa, nhanh này. Bán cho 100 khách trong tuần này nha. Cái này thành phần điều chế của nó là chiết xuất từ nhung yêu sạch ha. Chiết xuất từ nhung yêu sạch. Nó chống sơ cứng động mạch, tăng khả năng miễn dịch nha. Chống lão hóa, tăng khả năng sinh lý nha. Điều hòa đường ruột và dạ dày. Bồi bổ thần kinh, chống mệt mỏi nha nha nha. Lợi tiểu bổ máu, tuần hoàn máu não. Những ai mất ngủ, đau đầu, choáng váng mặt mày ấy, cái này nó cực kỳ gọi là khốn nạn trong vai trò là nhiều nhiều chất. Các bà mua mẹ cái này rồi là đéo mua ginkgo bổ não nhà tôi nữa. Đó. Bồi bổ sức khỏe toàn diện vượt một cái hộp này. Nó là 30 gói đây, một hộp đây. Một hộp gồm 6 hộp nhỏ. Một hộp nhỏ đấy, là gồm 5 gói. 5 gói như thế này đây. Ok chưa? 5 gói như thế này đây. Và các bà uống như thế nào? Cho vào ngăn mát tủ lạnh, cắt ra bú vào mồm, hoặc cắt ra cho vào một ly nước đá mát uống luôn ha. Cái thứ hai, hôm nay là cái deal này mới khốn nạn đời con nhà này. Mua hai cái này tặng một cái này, kinh chưa? Tặng một cái này tặng 550.000. Thì cái này chỉ, đây, tôi bán 100 hộp
là 895.000 giảm còn 795.000 nha. Nhưng mà cái deal mua hai hộp này, tôi tặng một hộp này, tôi không chơi ship code nha, tôi thu tiền liền. Giờ cần tiền đi du lịch nước ngoài, thu tiền liền. Chỉ tính từ giờ đến ngày chồng tôi về còn 15 ngày nữa nha. Hôm nay là ngày mùng 7 à. Chồng không phờ di ship này, có cái mũ hồ điệp trắng kìa. Không phờ di ship. Không chứ phờ di ship. Này, một cân là 2 cân. Với cái này gần 7 lạng là 2 cân 7. Mày ba này phi ship thôi. Bạn bướm đi à? Mà bạn bướm đi à? Con lại mày đấy. Không phi ship. Ôi ôi. Đối tượng sử dụng của nó là 20 tuổi trở lên nha. Ok chưa? Con này gọi là hồng sâm đỏ tây um. Hồng, đéo biết đọc tiếng Hàn như thế nào. Hay đấy biết tiếng Hàn nha. Mua 2 tặng 1 mà không phí ship rồi đấy. Cái này chỉ áp dụng trong từ giờ đến ngày chồng tôi về. Ai xem được thì hưởng, không xem được là nhân viên coi như là không biết. Nếu mà khách hàng mua hồng sâm ấy mà không chụp vào cái áo mốt chi đồ 8 triệu bài này thì coi như là khách không biết cái chương trình này. Khách nào chụp hình như thế này thì mới là khách đấy có xem cái livestream này, hiểu không? Còn nhân viên nhớ như vậy mà nhung giết tao à. Khách nào chụp hình thế này, áo mốt chino như thế này là khách đấy sẽ được hưởng mua 2 tặng 1 cái này. Còn không là mày cứ bán 795 cho tao, còn nhung mà biết rồi giết tao. Thực tế là gì, các chị này bình thường chị biết nhà em mà không ship code nhé, ship code bùng hàng chết mẹ em luôn. Cái này là hồng sâm tê um đỏ, nó là dòng thượng hạng nha, thành phần 100% của nó hồng sâm 6 tuổi nha. Nó là thành phần 100% từ nhân sâm 6 tuổi nha mấy chị. Đó. Cái này này, nó là cái dòng phải 20 tuổi mới có thể sử dụng được nha. Cái này nó được Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc khuyên dùng nha mấy bà. Cái này của nó nha, để em đọc cho mấy chị này, thành phần của nó này. 100% hồng sâm 6 năm. Đấy. Mẹ đúng là số mèo mù với cá rán. Còn 4 gói này là hết. Chồng sắp về mình phải cắt cùm cung vác chảy lên và ngày ta đi chơi. Ta phải uống khỏe ấy, để tao vào vài hiệp mới được. Đó, cái này nó là 100% hồng sâm 6 tuổi từ nhân sâm thượng hạng. Đó, Yohungagon Ginseng Sovereign, đẹp đọc đéo được đâu nha. Và nó có 21 thành phần phụ bao gồm cam thảo, linh chi, táo tàu, có cái nấm san ra, nấm chaga rất là quý, hoa mẫu đơn, rễ bạch chỉ, rễ cindida, cidium, quế to sa đấy, rễ địa đàng kỳ tử, sức sống đấy, ngũ vị tử đỏ đó, có quả bê co răng, quả mâm xôi, côn nứt, officiel và hạt hoa chuông đã được thêm vào để đảm bảo hương vị đó. Thực tế cái này ấy, nó hợp với những bạn nào đây? Cái này, một hộp này là 30 gói. Đó, thấy không? 20 tuổi mới dùng lên được nha. Về Hải Phòng tiền ship bao nhiêu thì nhắn tin vào pay cho nhân viên vào cộng cân. Chứ em có biết cân đâu rồi. Ôi, còn hỏi em về bao Hải Phòng bao nhiêu cân thì em chết rồi. Chị Hồ Điệp Trắng ơi, cái này giúp giảm mệt mỏi, cải thiện trí nhớ, có thể chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch, giảm căng thẳng. Các chị mà có con cái ấy, mà nó học đại học ấy, mua cho nó cái này, kêu con mỗi ngày đi học con bú một cái này cho mẹ, sáng ra mở mắt dậy cho vào tủ lạnh, bảo nó như tuốt lòng mới là cắt ra này, tuốt về một cái vào trong cái ly nước ấy đó, là mình đi thôi. Nhân viên có muốn đâu, cô gàn trời ơi, không si ship đó. Nên là mọi người cái này, còn nếu ai chỉ mua cái này thì giá là 550.000 nha. Cái này đối với nữ là chống oxy hóa. Chống oxy hóa là gì? Là giúp cho da của chúng ta không bị nhăn nhĩ, nhúm chảy xệ. Nó tăng cường cho da của chúng ta hồng hào đẹp đẽ thì sâm mà. Sâm là nó tốt lắm, nó khỏe lắm. Đó, nó giúp mình đẹp da, tuần hoàn máu, khỏe mạnh. Còn đối với nam giới này, cải thiện chức năng sinh lý, giảm tác hại bia rượu, với tôi uống luôn. Phòng chống bệnh tật, tăng cường hệ tiêu hóa, chống rụng tóc. Ok chưa? Đối tượng sử dụng nam nữ từ 20 tuổi trở lên nha. Ngày một gói, sau ăn. Đó. Ok chưa? Cái này nhá, sản phẩm này đạt giải hiệu
đạt được cái giải thưởng là đạt giải thưởng thương hiệu vàng năm 2021. Nhà máy của nó đạt tiêu chuẩn GMP WHO FDA đấy. Từ năm 2020 đã được xuất khẩu sang thị trường của Mỹ, Singapore, Nhật, Úc, Hồng Kông. Đó nên là các bà, cái này nó mới về hàng. Em về cái này, em nói chung là chồng sắp về cũng lên cơn đứng sản. Chồng sắp về lên cơn đứng sản nên các bà lẹ lẹ lên. Để tôi còn đi, tôi bà đi nhậu của tí đêm về tới ấy, mai tôi còn đi quay hình đây này, còn tôi còn chưa gội đầu, tôi chưa sấy tóc, sáng mai đi quay hình tí về nhắn bà con bé giúp việc là sáng mai gọi chị dậy lúc 5:30 sáng để chị gội đầu mang đồ để đi quay hình. Trời ơi là trời, các bà mua đi nha, nhớ này, chụp hình này tôi mới phải chụp hình cái này, share cho tôi cái live stream nha. 550.000 nhưng giết chết tôi đấy, thu tiền của các bà cho tôi chết. Đùa chứ cái này là tôi được gọi là tháng vừa rồi tôi bán doanh số tốt, người ta tặng cho tôi tí tiền, tôi gọi là doanh số tốt tặng cho tôi tí tiền tí hàng. Tôi chắc cháu có khoảng 50 hộp là 50 phần này thôi. Có nghĩa là tôi nhập số lượng lớn, xong là tôi lại bán doanh số tốt, tôi được tặng 50 hộp này, xong tôi nhập thêm 500 hộp này, nên là tôi có 50 phần ở trong cái mồm tôi ấy. Tôi sẽ tặng cho 50 bà 50 phần thôi. Các bà lẹ lên nha, lẹ lên nha. Chỉ áp dụng những bà chụp hình này thôi à. Chỉ áp dụng những bà chụp cái mô hình này. Đó là ok con dê nha. Lượn đây, đi vào tắm cái bạn đầu tư Tân Phú chạy đi rồi. Giờ đi chạy ra chạy ra Bùi Viện làm vài ly sương sương với bạn ở Hà Nội vô. Mà mình không tiếp thì kỳ. Đấy, xách theo con túi này các bà. À cái túi này mới về nha. Đấy, cái túi này mới về mấy bà. Đây, ok chưa? Cái túi này mới về. Đang có thời gian xem livestream bảo khách đi nhậu. Trời ơi các bà ơi, tôi còn livestream cả đời, nhưng mà bạn bè nó lâu lâu vào Sài Gòn một lần nó thăm mình, mà nói đúng hơn là 49 ngày bỏ nhậu nó thèm vật vã ra, mới nhậu lại được 7-8 ngày. Các bà phải cho tôi sống với cuộc đời của mình. Mấy ngày nữa chồng tôi về rồi, thời gian đâu mà nhậu, trịch không à. Các bà chả hiểu nhau gì cả. Thương tôi rồi, chồng tôi đi Mỹ tôi lại like với các bà. Mai like túi, mai chiều nha. Mai tôi đi quay hình 9 giờ 12 giờ xong tôi về nhà tôi live stream túi các bà 1 giờ nha. Các bà vào săn deal túi chồng về. Trời ơi tôi chỉ còn có hơn chục ngày nữa chồng tôi về, tôi phải thị tầm, các bà hiểu không? Tôi phải bào. Hư. Đấy hiểu không? Nên giờ bạn bè vào là tôi phải đi nhậu. Xách cái túi ơi trời ơi. Mặc theo ra Bùi Viện trông như con bán vé số ấy nhỉ. Đó, thấy chưa? Cái túi này mặc cái váy cho đẹp. Cười cái gì mà cười? Mấy cái con mù này, mua túi đi. 1.050.000. Bụng hơi to. Chán nhỉ? Rồi, không rớt được đâu, mặc áo to mà. Đó, nha. Túi này này, 1050, đẹp như giấc mơ. Ngày mai chờ tôi like túi nha. Còn bà Hồ Điệp Trắng bà chốt cái gì mà chốt đi. Ok chưa thì tắm đây, vào tắm cái bye bye. Bye bye.